Vâng, xin kính chào các bạn khán giả của kênh Break Trong Show. Các bạn thân mến, đã kết thúc trận đấu giữa đội câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và đội bóng Thủ Đô Hà Nội FC. Kết quả nghiêng về phía đội bóng Thủ Đô với chiến thắng 4-2. Với chiến thắng này thì câu lạc bộ Hà Nội tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu khi có được 6 điểm sau 2 trận đấu cùng với tỷ số là 4-2. Còn câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ đứng cuối cùng với 2 trận thua, một trận thua 4-0 trước đội chủ nhà và trận thua 4-2 ngày hôm nay. Đây là Duy Mạnh đã bị đau và phải thay ra ngay từ những phút đầu tiên. Duy Mạnh bị đau ở mạng sườn và người vào thay anh đó chính là Đặng Văn Tới. Sau khi Duy Mạnh rời sân thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai liên tiếp có 2 bàn thắng do công của Văn Toàn và Trần Bảo Toàn. Thực sự thì Duy Mạnh đang bị đau, anh chườm đá suốt cả hiệp 2 và anh cũng đang chia sẻ với các đồng đội với Đức Huy rằng anh đang bị đau ở mặt sườn phải. Ngày hôm nay thì Đức Huy không thi đấu, Đức Huy vẫn đang gặp phải một chấn thương và anh cùng với Văn Hậu, Thành Lương là những người ngồi trên khán đài để theo dõi trận đấu. Đây là các cầu thủ Hoàng Gia Lai đang ra để chào hỏi cũng như hỏi thăm sức khỏe của Duy Mạnh. Văn Toàn ngày hôm nay thi đấu rất tốt khi anh vào sân và có được bàn thắng rất dễ dàng. Văn Toàn cũng khiến cho tốc độ của Văn Toàn cũng khiến cho Thành Trung phải vất vả khi mà Thành Trung đã phải keo áo và chiếc áo của Văn Toàn cũng đã bị rách. Văn Hậu, Công Phượng đang chào hỏi người đàn anh của mình. Công Phượng sau khi hiệp 2 bắt đầu thì Công Phượng, Văn Thành rời sân và Công Phượng đã là cầu thủ làm đội trưởng của đội bóng. Anh em cũng đang hỏi thăm Duy Mạnh sau khi Duy Mạnh gặp chấn thương. Tiền thể Công Phượng xin một chai nước. Xin một chai nước. Tuấn Hải cũng thi đấu rất tốt trong trận hôm nay. Anh thi đấu 90 phút và cuối trận thì Tuấn Hải cũng sâu đôi giày của mình ra. Tuấn Hải bảo anh bị rách giày và rách cả tất cơ. Không biết là va chạm với ai mà Tuấn Hải rách cả giày. Rách giày là một chuyện, còn rách đến cả tất có nghĩa là một vết đinh của đôi giày đấy rất là sâu. Và tí nữa mình sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh mà Tuấn Hải bị rách giày. Đây là Văn Hậu. Văn Hậu đang được một bạn của bên ban tổ chức xin chữ ký. Bạn này đang dùng tấm áo trắng của mình để cho Văn Hậu ký ở trên lưng. Tiếp theo đó là xin chữ ký của Duy Mạnh. Duy Mạnh đang đau nhưng mà cũng rất chiều fan. Đây, mình sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh về đôi giày của Tuấn Hải. Tuấn Hải đang chia sẻ với Văn Kiên và Văn Hậu, anh đang bị rách giày. Biết giày rách khá sâu ấy. Mình đang cố gắng để soi cho các bạn. Đây là đôi chân của Tuấn Hải sau khi kết thúc trận đấu. Chung
Đây là Thành Trung. Sau khi Thành Trung trả lời phỏng vấn các báo chí thì Thành Trung cũng ra chào hỏi huấn luyện viên cũ của mình, đó chính là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Viettel sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ và cả hai đội đã đến sân sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên, và Rui Mário cũng như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang có những phút giây trêu đùa với Thành Trung, những cầu thủ cũ, những đồng đội cũ. Và Thành Trung không quên chụp ảnh và ký tặng những fan hâm mộ tại Hải Phòng, rất nhiệt tình, rất được sự chào đón của cổ động viên Hải Phòng. Cổ động viên Hải Phòng thì ngập sắc đỏ khi mà quy định vào sân thì phải mặc áo đỏ. Tiếp theo đó là cầu thủ Viettel cũng đang bước vào, Hoàng Đức. Hoàng Đức đang bước vào và nhận ra thầy cũ của mình tại câu lạc bộ Viettel đang làm huấn luyện viên trưởng của cùng lao đội và đang chào hỏi rồi. Những cuộc trò chuyện rất vui. Hoàng Đức sẽ cùng với Viettel để đấu với câu lạc bộ Hải Phòng để giành 3 điểm đầu tiên. Đây cũng là những ảnh cuối cùng mình muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.